Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, nhà tiên tri mù Vanga nổi tiếng với nhiều dự đoán chính xác về tương lai của nhân loại. Trước khi qua đời, bà đã viết một bản di chúc. Đến ngày 13 tháng 8 năm 1996, bản di chúc được công bố khiến mọi người kinh ngạc. Nhờ khả năng tiên tri tài tình, bà Vanga cũng đã dự đoán chính xác về cái chết của bản thân. Nhà tiên tri mù Baba Vanga được mệnh danh là Nostradamus của vùng Ban Căng nhờ khả năng đưa ra những lời dự đoán về tương lai với độ chính xác cao. Mặc dù đã qua đời cách đây 27 năm, nhưng những lời tiên tri của bà Vanga vẫn thường xuyên được luận giải. Rất nhiều người tin rằng bà Vanga đã đưa ra những lời tiên tri với tầm nhìn xa về tương lai. Bà Vanga sinh ngày 3 tháng 10 năm 1911 trong một trang trại ở Bắc Macedonia ngày nay. Do chào đời thiếu tháng nên sức khỏe của Vanga rất yếu. Thuở đó, theo phong tục địa phương, những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt như bà chưa được đặt một cái tên chính thức. Cho tới khi có một người lạ xin cơm nhà bà, Vanga yếu ớt khi ấy như được hồi sinh bởi một loại nước màu đục và nhớt do vị khách này mang tới. Chỉ sau vài ngày uống thứ nước lạ đó, sức khỏe của Vanga chuyển biến rõ rệt. Với người thân của Vanga, điều này tựa như một phép màu diệu kỳ. Và bà của Vanga đã quyết định đặt tên cho cháu gái mình là Vangelia, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người mang tin vui, được ghép từ hai nghĩa tốt đẹp và người đưa tin. Về sau mọi người gọi lái đi thành Vanga. Mẹ của bà mất sớm khi bà mới chỉ lên 3 tuổi. Trong khi bố bà đầu quân trong quân đội Bulgaria ở Thế chiến thứ nhất thì bà được một người hàng xóm tốt bụng nuôi nấng. Cũng trong thời gian này, Vangelia tỏ ra yêu thích trò chơi bác sĩ với những thảo dược cùng bạn bè. Trong khi bạn bè đóng vai người ốm thì Vangelia đóng vai bác sĩ, đưa các loại thảo dược cho bạn bè chữa bệnh. Sau hơn 3 năm phục vụ trong quân đội, bố Vangelia trở về và tái hôn với một người phụ nữ nhân hậu. Cả gia đình sống hạnh phúc, đầm ấm với nhau. Năm 12 tuổi, bà bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Theo lời kể của cháu họ bà, Krasimira Stoyanova, bỗng nhiên một trận cuồng phong ập đến, bầu trời tối sầm, gió thổi điên loạn, quật gãy các cành cây, những cây non bật gốc cùng với đất cát bị gió ném ra xa trên cánh đồng. Một cột bụi khổng lồ dựng lên cao chót vót tận bầu trời. Bụi, đất, cành cây và lá hòa lẫn với nhau tạo thành một cơn lốc khủng khiếp, quật hai chị em đang lặng người đi vì khiếp sợ ngã xuống cách nguồn nước không xa, còn Vanga bị cuốn về phía cánh đồng. Sau một thời gian tìm kiếm, người dân tìm thấy Vangelia đang hoảng loạn với hai hốc mắt đầy cát, không thể mở nổi. Mặc dù đã được chạy chữa ở nhiều nơi nhưng không có kết quả, Vanga đã phải mang đôi mắt mù lòa cho đến suốt đời. Năm 1925, Vanga theo học trường khiếm thị tại thành phố Zemun trong 3 năm. Tại đây, bà được học chữ nổi, chơi đàn piano và học nữ công gia chánh. Sau khi mẹ kế qua đời, bà trở về nhà chăm sóc hai em nhỏ. Bà mất đi thị lực nhưng lại được ban tặng khả năng ngoại cảm và tiên tri vô cùng khó tin. Từ đó, cuộc đời của bà bước sang một trang mới. Không chỉ dự đoán chính xác những điều sắp xảy đến với người thân xung quanh mình, bà Vanga còn tiên tri rất chính xác về nhiều sự kiện nổi tiếng của thế giới như thảm họa chìm tàu ngầm Kursk năm 2000, sự tan rã của Liên bang Xô Viết, vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, thảm họa kép động đất và sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ, Putin đắc cử Tổng thống Nga, sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS, đại dịch Covid-19. Nhà thần bí thậm chí còn dự đoán đúng cả cái chết của chính mình. Bà Vanga từng nói với mọi người rằng sẽ chút hơi thở cuối cùng vào tháng 6 năm 1996. Đến ngày 11 tháng 6 năm 1996, bà đã chút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô Sofia, Bulgaria do căn bệnh ung thư vú, hưởng thọ 85 tuổi. Vì có thể nhìn thấu tương lai, bà Vanga đã chuẩn bị sẵn di chúc từ lâu. Ngày 13 tháng 8 năm 1996, 2 tháng sau khi bà qua đời, bản di chúc này đã được công bố, khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Theo di chúc, bà Vanga muốn tất cả tài sản của bà, từ nhà ở, tiền tiết kiệm đều được trao cho nhà nước. Con cháu bà không được thừa hưởng một xu nào trong khối tài sản ấy. Khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng là số tiền mà bà Vanga được chính phủ trả lương hàng tháng cho công việc tiên tri. Dù có khoản tiền lớn gửi trong ngân hàng, nhưng bà không bao giờ rút một đồng nào ra tiêu xài cá nhân. Bà Vanga hy vọng rằng số tiền tiết kiệm của mình sẽ được sử dụng vào việc xây dựng nhà trẻ cho những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Nhiều người đã bất ngờ với quyết định này của bà Vanga, bởi lẽ mặc dù không có con cái, nhưng bà rất yêu quý, nuôi dưỡng và coi hai cháu của người em gái như con đẻ. Trong di chúc, bà Vanga cũng căn dặn mọi người không được chạm vào thi thể của mình. Do đó, những tin đồn về việc các nhà khoa học khám nghiệm tử thi lấy bộ não của bà Vanga để nghiên cứu là không chính xác. Lý do của lời căn dặn này tới nay vẫn còn là bí ẩn không có lời giải với hậu thế. Lúc sinh thời, bà Vanga sở hữu một căn nhà ở thị trấn Petrik, Bulgaria. Khi còn sống, bà cũng muốn biến nơi này thành bảo tàng sau khi qua đời. Người thân cũng rất ủng hộ ước muốn này của bà.
Tuy nhiên, sau khi di chúc của Vanga được công bố, ngôi nhà đã bị bỏ hoang, không người trông nom. Ngoài ra, nhà tiên tri mù còn mong muốn được mai táng ở phía bên phải nhà thờ Rupit. Nhà thờ màu trắng này do bà xây bằng tiền của mình để thờ mẹ mình. Thưa quý vị, cách đây hàng thế kỷ, nhà tiên tri mù Vanga đã từng tiên đoán rằng loài người sẽ bị đe dọa bởi các dịch bệnh nguy hiểm. Những căn bệnh ấy đã xuất hiện, khiến cho nhân loại rơi vào thảm họa. Tất cả các nhà tiên tri nổi tiếng như Reno Nero, Nostradamus, Thánh Matrona của Moscow, Vanga và cả những người khác đều nhận định rằng trong thời kỳ khải huyền, loài người sẽ bị đe dọa bởi các dịch bệnh nguy hiểm. Ngay cả loại bệnh cúm thông thường quá quen thuộc với tất cả chúng ta trong giai đoạn khải huyền cũng gây ra đại họa. Các loại virus khác nhau, tác nhân gây các bệnh truyền nhiễm dưới ảnh hưởng của năng lượng vũ trụ mạnh mẽ sẽ có khả năng lây lan gấp bội và còn đột biến, tạo thành các chủng mới mà y học sẽ không dễ dàng tìm ra được các loại vaccine mới phòng ngừa cho kịp được. Và còn có những căn bệnh còn kinh khủng hơn cả bệnh cúm. Khi dự đoán sự xuất hiện của AIDS vào năm 1981, Vanga đã nói rằng các bác sĩ sẽ tạo ra được loại thuốc chống lại căn bệnh thế kỷ này. Nhưng vấn đề là ở chỗ sau đó sẽ xuất hiện những căn bệnh mới mà dường như còn nguy hiểm hơn cả AIDS. Họ sẽ tìm ra thuốc để chữa AIDS. Nó sẽ được chế ra từ sắt bởi vì cơ thể con người không đủ lượng sắt. Nhưng một căn bệnh khác sẽ xuất hiện đáng sợ hơn cả ung thư và AIDS. Vanga đã nói những lời này trong trạng thái xuất thần tại nhà thờ Thánh Petka ở Rupit vào năm 1995. Về những căn bệnh mới có thể dẫn đến số lượng nạn nhân lớn, nhà tiên tri người Bulgari thậm chí còn nói cụ thể hơn. Rất nhiều bệnh tật chưa được biết đến sẽ xuất hiện. Vanga khẳng định, con người có thể ngã lăn trên phố mà chẳng rõ nguyên nhân, ngay cả khi trước đấy họ không hề đau ốm gì. Đồng thời nhà tiên tri cũng khẳng định rằng điều này vẫn có thể được ngăn chặn, mọi thứ nằm trong tay con người. Các nhà tiên tri và nhà thông thái khác cũng dự đoán về sự xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm mới có thể cướp đi mạng sống của nhiều người. Nhà tiên tri người Venezuela Maria Esperanza nói về sự xuất hiện của một loại virus mới nguy hiểm hơn nhiều so với AIDS. Con người sẽ chết sau vài ngày bởi căn bệnh này. Bà cũng nói rằng thuốc chữa căn bệnh này và chữa AIDS sẽ được tạo ra ngay sau khi xuất hiện căn bệnh mới này, nhưng tới thời điểm đó, dân số của hành tinh đã giảm đi đáng kể. Cả Grigory Rasputin, nhà tiên tri kỳ quặc và gây tranh cãi người Nga, cũng nói về những căn bệnh mới có thể dẫn đến bệnh tật hàng loạt. Không khí đi vào phổi của chúng ta để duy trì sự sống, bỗng có ngày sẽ mang lại cái chết, và sẽ đến lúc chẳng còn núi, đồi, hồ, biển nào mà không bị bao phủ bởi khí độc chết chóc. Tất cả mọi người sẽ hít phải sự chết chóc, và tất cả mọi người sẽ chết vì chất độc đang đầy trong không khí. Nơi thiên nhiên tạo ra trật tự, con người lại gây mất trật tự. Nhiều người sẽ phải trả giá vì sự lộn xộn này. Nhiều người sẽ chết vì bệnh dịch hạch đen. Mỗi người đều có trong mình một loại thuốc quý, nhưng con người lại thích được điều trị bằng chất độc hơn. Hàng núi xác chết nằm trên quảng trường và hàng triệu người sẽ chết không danh tính. Các thành phố hàng triệu dân sẽ không tìm được đủ người để chôn cất người chết. Nhiều ngôi làng sẽ bị xóa sổ. Không một loại thuốc nào có thể ngăn chặn bệnh dịch hạch vì nó là ngưỡng để thanh lọc. Vậy cái gì đang đe dọa chúng ta? Những căn bệnh chưa biết tới nào sẽ tấn công con người và nguyên nhân là gì? Một vấn đề cấp bách khác đối với tất cả chúng ta là làm thế nào để duy trì và tăng cường sức khỏe trong giai đoạn khó khăn này. Vanga và học thuyết Agni Yoga đã đưa ra cho con người những lời khuyên rất đơn giản và khá khả thi cho vấn đề này. Nếu chúng ta học cách áp dụng chúng vào thực tế, chúng ta sẽ có ít vấn đề về sức khỏe hơn. Nhưng tiếc rằng qua năm tháng, thực tế bản chất của con người không thay đổi. Chúng ta vẫn đọc những lời khuyên và đề xuất hữu ích, để rồi khi đặt cuốn sách sang một bên thì chúng ta cũng quên luôn những gì có trong sách. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.